Chào mừng các bạn đến với Việt Nam Thức Giấc. Chúc các bạn một ngày vui vẻ. Tuyến cao tốc 25.000 tỷ đồng mà tập đoàn Sơn Hải vừa đề xuất sẽ giúp việc di chuyển giữa hai TP du lịch nổi tiếng của Việt Nam thuận lợi, an toàn hơn. Ngày 28 tháng 5, Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa đã phát đi thông báo số 5.535 trên UBNDXDND, yêu cầu Sở Giao thông Vận tải phụ trách việc phối hợp cùng các cơ quan và đơn vị liên quan để kiểm tra và giải quyết đề xuất từ công ty trách nhiệm hữu hạn tập đoàn Sơn Hải liên quan đến kế hoạch đầu tư và xây dựng tuyến cao tốc Nha Trang - Đà Lạt. Tuyến đường này dự kiến có chiều dài 80,8 km, được thiết kế với 4 làn xe và cho phép tốc độ vận hành từ 80 đến 100 km/h. Công tác xây dựng dự kiến sẽ diễn ra từ năm 2024 đến năm 2028. Cao tốc bắt đầu từ xã Diên Thọ, huyện Diên Khánh thuộc tỉnh Khánh Hòa và kết thúc tại ngã Ba Đa Gia Hòa, phường 12, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng. Công ty đề xuất thực hiện dự án theo mô hình đối tác công tư, PPP dưới hình thức hợp đồng BOT. Dự án có tổng vốn đầu tư dự kiến hơn 25.000 tỷ đồng, trong đó, vốn ngân sách nhà nước đóng góp là 17.540 tỷ đồng và nhà đầu tư sẽ huy động thêm hơn 7.500 tỷ đồng. Doanh nghiệp cũng đã yêu cầu Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa đề nghị Thủ tướng Chính phủ xem xét để thúc đẩy việc hoàn thiện thủ tục cần thiết nhằm khởi công dự án trước năm 2030. Trước đó, trong cuộc họp giữa Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng và Khánh Hòa, nhà tư vấn đã đề xuất chia cao tốc làm hai phần, phần đầu tiên từ Nha Trang đến Đà Lạt dài 81,5 km và phần thứ hai từ Đà Lạt đến Liên Khương dài 18 km. Tuyến đường này sẽ song song với quốc lộ 27C, cách khoảng từ 1 đến 7 km, thuận lợi cho việc kết nối với hệ thống giao thông hiện tại của khu vực. Quy mô đầu tư sẽ được nghiên cứu cho toàn bộ tuyến Nha Trang, Liên Khương để đảm bảo tính kết nối đồng bộ với các dự án cao tốc khác trong khu vực như Dầu Dây Tân Phú Bảo Lộc, Liên Khương. Ý nghĩa của việc xây dựng cao tốc Nha Trang - Đà Lạt. Hiện tại, quốc lộ 27C là con đường duy nhất kết nối hai thành phố du lịch nổi tiếng nhất Việt Nam là Nha Trang của tỉnh Khánh Hòa và Đà Lạt thuộc tỉnh Lâm Đồng. Con đường này qua đèo Khánh Lê dài 33 km là một trong những đèo dài nhất tại Việt Nam và có địa hình uốn lượn, gây khó khăn cho việc vận chuyển của các phương tiện cỡ lớn. Quốc lộ 27C thường xuyên xảy ra tình trạng sạt lở trong mùa mưa bão và các tai nạn giao thông đáng tiếc. Quốc lộ này được xây dựng theo tiêu chuẩn cấp IVE, chỉ có khả năng chịu tải tối đa tương đương khoảng 4.200 xe con 5 chỗ mỗi ngày đêm. Do đó, theo dự báo, vào năm 2030, khi lưu lượng giao thông tăng cao gấp đôi sẽ khiến quốc lộ này trở nên quá tải. Với sự gia tăng trong nhu cầu vận tải hàng hóa bằng các phương tiện có trọng tải lớn, từ Tây Nguyên đi các cảng biển của Nam Trung Bộ, cũng như nhu cầu kết nối giữa hai trung tâm du lịch quan trọng là Đà Lạt và Nha Trang bằng con đường chất lượng và an toàn, việc xây dựng một tuyến đường bộ cao tốc từ Nha Trang đến Đà Lạt trở nên cần thiết. Dự án đường bộ cao tốc Nha Trang - Đà Lạt sẽ giảm thiểu thời gian di chuyển giữa hai thành phố từ khoảng 3,5, 4 giờ xuống còn 1,52 giờ, tạo động lực lớn để thu hút du khách tham gia các chuyến du lịch kết hợp giữa biển và núi, từ đó thúc đẩy du lịch của cả khu vực. Con đường cao tốc này sẽ là trục ngang kết nối Tây Nguyên với Nam Trung Bộ và các trục giao thông khác, tăng cường hiệu quả kết nối giữa các trung tâm kinh tế, cảng biển và đáp ứng nhu cầu giao thông vận tải. Trước đây, vào tháng 3 năm nay, Văn phòng Quốc hội đã ban hành thông báo số 679, ghi nhận kết luận của Chủ tịch Quốc hội về việc làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Khánh Hòa. Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh tầm quan trọng của việc đầu tư sớm vào dự án đường bộ cao tốc Nha Trang - Đà Lạt đối với sự phát triển kinh tế xã hội của cả tỉnh Khánh Hòa và Lâm Đồng và tác động tích cực đến sự liên kết vùng. Điều này sẽ hỗ trợ Khánh Hòa đạt mục tiêu trở thành thành phố trực thuộc Trung ương vào năm 2030. Chủ tịch Quốc hội đề nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa phối hợp với Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng nghiên cứu kỹ lưỡng và thuyết trình về các đặc điểm đặc thù của dự án, bảo đảm tỷ lệ đóng góp vốn nhà nước phù hợp và quản lý theo quy định. Đồng thời, cần phối hợp với Bộ Giao thông Vận tải, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính và các cơ quan liên quan để rà soát, đề xuất giải pháp đầu tư tối ưu và các chính sách cụ thể, báo cáo lên Chính phủ và Thủ tướng để trình lên Quốc hội quyết định. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.